Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quyết, trú tại xã Chư Đờ Lê Mờ Nông, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 27 tháng 12 năm 2023, sau khi đã uống rượu bia, Quyết đến một quán bia trên địa bàn xã để chơi và mang theo một khẩu súng bắn đạn thể thao. Sau khi đến phía trước quán, Quyết thấy anh Lưu Hùng, trú cùng xã và nhiều người khác đang ngồi chơi cờ tướng. Mặc dù không có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng Quyết đã đi đến, dùng tay trái quàng cổ anh Hùng, đồng thời dùng tay phải lấy súng từ trong túi quần ra, dí vào cổ, bắn một phát. Thấy trên cổ anh Hùng có vết thương chảy máu, nên Quyết hốt hoảng chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trên đường đi, Quyết lấy súng bẻ gãy rồi vứt bên đường. Rất may anh Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương tật là 40%. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quyết đến Công an huyện Chư Mờ Ga đầu thú.